chào mừng quý khán giả đến với Tiểu Lâm Tứ Trụ. Chứ sông quê nước dài đôi bờ, hương anh chín dài mười khơi vẫn vẫn gì vẫn thương anh sổ em khỏe sổ khỏe anh khỏe không anh khỏe lâu ngày không gặp Từ. Vui à. Cảm ơn anh Sủ. Không có gì không? Ăn gì chưa? Chưa ăn hết. Để đây. Ăn đi. Cái gì đó? Khoai lang mới mua hồi sáng nóng hổi luôn đó. Thôi, anh nhường cho em. Em nhường cho anh. Anh nhường cho em. Em nhường cho anh. Anh nhường cho em. Quăng luôn đi. Cho ăn bỏng ăn bực bội à. Bỏ luôn. Anh em mình là chung một dòng sông, bởi vậy á là cái gì cũng phải nhường nhịn nhau hết trơn hết trọi á. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, đứa nào nói láo cái mỏ máu đồng. Anh chị ơi, anh chị cho hỏi đây có phải là bến đò không? Có khách. Khoan, anh đừng bàng hoàng, anh đừng ngỡ ngàng. Đúng rồi đó anh, tụi em không có ăn cướp. Tụi em lấy cái này của anh xuống đò của em, xong em đưa anh qua đò luôn. Đúng rồi, đi với em. Đi với em. Em đỡ giùm nè. Đi với em. Đi với em. Đi. Trời ơi, thôi. Thân này biết trẻ làm đôi. Có gì đâu anh, đừng có nóng nảy. Đi qua đây, đi đò em nha. Anh, bước qua đây. Bây giờ có qua đây không? Nhanh lên. Ô, cái gì mà căng thẳng dữ vậy cha? Căng sao không căng? Anh không biết gì hết. Ở trên cái khúc sông này nè, cách đây 2 năm về trước. Anh ơi, có sao không ơi, em? Anh ơi, em bị gì, em bị gì? Anh ơi, anh. Ê, em. Má anh Tần bụng mang chạy chữa như em, anh hiểu. Chào lẽ không? Đi, lên xuồng đi. Trời đất ơi, ông quy định cái này là cái xuồng đó. Cái xuồng này chưa được 2 người thôi. Đúng rồi. Quay đang mang thai, tức là 3 mẹ người. Đúng rồi. Được, em chạy xuống sông. Bơi, em lèo lái con đò đi qua bên kia bờ, em đẩy nước cuối cùng xuống tới bờ. Em mới hỏi là đẻ ở đâu ai đẻ? Em đẻ. Đẻ nào ba? Cho em bụng la. Bụng la chơi thôi, em ra được không? Bụng la chơi thôi, làm như vậy ghê vậy hả? Chủ nhân ơi, hiểu không cười? Không. Gì đâu không hiểu. Câu chuyện vô duyên quá sao mà hiểu được. Đó, chính vì vô duyên như vậy nên mới rút được một bài học kinh nghiệm là sao? Là trên bến sông này, cái sức mạnh của một người đàn ông như em mới lèo lái con đò này qua bên kia sông được. Một người phụ nữ như vậy, mang thai vậy em còn chở được chứ huống cái gì là anh. Nín, câm mồm, đừng bao giờ lộng ngôn. Tôi nói cho anh biết, câu chuyện của anh chỉ là tầm thường, câu chuyện của tôi mới là phi thường. Trên dòng sông này cách đây 2 năm có một cô gái đi ra bờ sông này với một trái tim vỡ vụn ra. Cô ấy bước xuống sông, nước tới mắt cá chân. Tôi định nước anh, tôi định nước anh. Nước tới đầu gối, nước tới ngang bụng. Ôi, nước tới ngang cổ người ta đi. Đâu? Đâu cô? Cô cứu cô. Cô cứu cô. Cô cứu cô. Lên tới đây. Ông lên. Tôi đặt cổ lên trên xuồng. Tôi hô hấp nhân tạo. 1, 2, 3. Cô hơi tỉnh dậy đi cô. Cô hơi tỉnh dậy. Trời ơi, một cái bao ni lông. Cái dòng sông gì mà dơ quá. Đây. Thấy chưa? Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô ơi. Đừng nói gì hết, đừng hoang mang.
bây giờ á, mình là chị em với nhau, hiểu không? À. Bây giờ nó bỏ em á, thì bây giờ mình nuôi nó đi, hiểu không? À. Em còn cha, còn mẹ, còn gia đình, còn chị nữa, có gì đâu mà phải tự tử, hiểu không? Ai tự tử bà nội? Em! Tự tử nào? Mày trầm mình xuống sông đó! Bậy! Buồn buồn ra bơi chơi thôi! Quỷ! Tự nhiên! Này đâu chút! Cứu trứng này bà nội! Quỷ! Cười cái gì? Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được một bài học. Đó là em là một con nhỏ lái đò, nhưng em có trái tim nhân hậu và một tâm hồn vị tha. Em có thể cứu tất cả mọi người trên dòng sông này. Còn anh là đồ lừa đảo. Anh biết không anh? Ổng á, ổng nói là ổng chở anh qua đò đúng không? Ổng lấy 5.000 đúng không? Nhưng không. Ổng qua tới giữa dòng, ổng bắt anh trả thêm 5.000 nữa. Nếu anh không trả, ổng thả ngay giữa dòng luôn. Con nhỏ du không, anh lỡ nghe lời nó dễ sợ lắm. Đây nè, cái xuồng này chỉ chứa được 3 người thôi. Hôm đó hai nó chở 11 người, cộng thêm nó là 15, 16. Đó, nó qua giữa sông, xuồng nặng quá chìm. Khách mời tán lạc hết, một mình nó tháo thân về nhà, nó ăn hủ tiếu gõ. Ai nói giọng tôi ăn hủ tiếu gõ? Chứ mày ăn cái gì? Tôi ăn bún bò. Mày ơi, mày ăn gì kệ mày. Bây giờ ông vô khống tôi đúng không? Tôi cho ông chết cho tôi nè. Ê, mày luôn đó. Mày nói chuyện với ai chết? Trời ơi, cái gì vậy hai bạn? Khách. Ừ. Ai? Khách nào? Ủa chứ qua bên đò hỏi đi, qua sông. Ừ. Trời ơi, qua sông chi? Thì qua sông kệ ông, miễn sông qua đâu hỏi tôi nè. Trời ơi, tôi đến đây để khảo sát địa hình để xây một cái cầu từ thiện sắp tới, hiểu chưa? Nội dung rồi, chủ đề rồi, cái cách dàn dựng các bạn là ok. Nói chung là rất là đẹp, rất là sạch. Chủ đề rõ ràng, nhưng mà cái miếng hài, đất diễn hài của các bạn thì lại rơi vào hai cái bạn diễn viên phụ, khổ tâm vậy đó. Cái bà kia, bà ra bà xào xào mấy cái mà mắc cười muốn chết luôn, là cái bà bầu đó đó, cái bà đó đó. Rồi cái ông kia, ông nói mà tiếng mà nửa dơ nửa chuột á, lại dễ thương. Trời ơi, cái gì vậy á, mấy mẹ mấy ba đó. Cô Hồng Vân nói vô cùng chính xác. Các bạn làm việc với huấn luyện viên tương đối là ít hơn các bạn kia. Lực bất tòng tâm đúng không? Vì chúng ta không có nhiều thời gian. Hiện nay là các bạn chăm chút vào nội dung mà các bạn lại ít tìm tòi về chi tiết, cho nên nó không tải được cái tiêu chí của chương trình. Chúng ta đang làm chương trình là Tiểu Lâm Tứ Trụ, thì cái yếu tố hài ấy, cái tiêu chí hài ấy là rất là cần, thậm chí nó cần đến 60-70% ấy. Riêng tôi thì tôi thấy dễ thương. Đúng là nếu các bạn tả cái lúc đầu nó tình cảm và nó dễ yêu hơn chút xíu nữa đó, thì khúc sau nó lật ngược lại, thì nó sẽ cái tình huống nó sẽ mạnh hơn. Và xin được cảm ơn sự góp ý của 4 huấn luyện viên, và xin được chúc mừng hai bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều với tiểu phẩm vừa rồi. Nè, nghĩ sao ác vừa thôi ta. Một người á, là cho làm con rắn, ác chưa? 3 giờ sáng bắn qua cái tin Thách Đố, không phải con người mà giờ đạo cụ hai cái ghe. Trời ơi, mà 3 giờ sáng á. Bà phải coi là cách sống của bà đi. Sống sao? Trời ơi, sống sao trời, khán giả khoan cái vỗ tay. Sống sao, sống sao? Sao trời? Bà cho đề tôi có 1 ngày, sao bà không nói?